Có lẽ xuân vùng cao đến muộn so với các huyện vùng thấp, nhưng ở lại lâu hơn thì phải. Cuối tháng 2 mà hoa đào vùng cao giờ mới đua nhau nở rộ. Trong hành trình du lịch của chúng tôi hôm nay, ngoài nhóm phóng viên còn có các anh chị đến từ Hà Nội và cả du khách nước ngoài ở nước Nhật, Anh. Sáng sớm, tiết trời vẫn còn giá rét. Vượt qua những dãy núi cao, đoàn chúng tôi đã chọn điểm dừng chân đầu tiên là cổng trời Quần Bạ. Nơi đây có độ cao 1.500m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình là 16 đến 17 độ C. Nơi đây từng đánh dấu những mốc son gắn liền với thời điểm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Cổng trời Quản Bạ là nút giao thông quan trọng. Năm 1939, nơi đây có cổng bằng gỗ nghiến thường xuyên đóng mở để kiểm soát sự giao lưu đi lại của người dân, là cửa ngõ sung yếu để xây dựng tuyến đường Hạnh Phúc nối từ thành phố Hà Giang đến với cao nguyên đá Đồng Văn. Đứng trên cổng trời Quản Bạ, du khách được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp đầy thơ mộng của hai trái núi Cô Tiên huyền thoại và ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Tam Sơn cổ tích với ba ngọn núi Pu Vang, Phẻ Nú và Nà Lù, biểu tượng của chiếc kiềng ba chân vững chắc luôn che chở cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Từ Quản Bạ qua thị trấn Yên Minh có khá nhiều cảnh đẹp, vẻ đẹp của những con đường như tơ lụa vắt ngang sườn núi, của những dãy núi hoang sơ và đầy bí ẩn. Nhưng có chút nuối tiếc vì khi đoàn chúng tôi lên thì hoa đào ở hai vùng đất này đã độ sắp tàn. Đi qua những ngôi nhà ven đường, hầu hết nhà nào cũng trồng hoa đào trước ngõ, cây đào như đang thay chiếc áo trên cành qua mùa lá mới. Không lâu sau đó, xe chở đoàn chúng tôi đã đi qua thị trấn Yên Minh, vượt qua nhiều đoạn đường quanh co vòng vèo trên sườn núi. Nhìn qua cửa kính, chúng tôi dần bắt gặp những cây đào nở muộn. Thật sự ngỡ ngàng vì càng ngược lên vùng cao núi đá Đồng Văn thì lại càng nhiều hoa đào. Không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của cảnh sắc nơi này, chúng tôi dừng chân để cả đoàn có dịp chụp những bức ảnh làm kỷ niệm. Nhóm phóng viên chúng tôi đã ghi lại thời khắc hoa đào xen kẽ hoa mận đua nhau nở rộ như đang chuyển giao giữa mùa đông và hạ, giữa ban sáng sang ca trưa. Đây cũng là lúc hoa đào nở đẹp nhất trong ngày thì phải, những cánh hoa đào bản địa đã ánh lên sắc hồng như màu má của các nàng thiếu nữ. Nhà thơ Bùi Đức Ba khi lên với cao nguyên đá mùa này đã có những câu thơ: cành lá rùng rằng với gió đông, những nụ hoa kia đã chớm hồng, đào nở mùa hoa ấm ấm nóng, như lời từ biệt với mùa đông. Theo truyền thống của người Việt Nam cho rằng hoa đào chính là biểu tượng của mùa xuân. Hoa đào đại biểu cho sự may mắn, hạnh phúc, là hình ảnh của sự đổi mới và sức sinh sản dồi dào. Theo truyền thuyết dân gian, hoa đào có tác dụng trừ tà ma. Ngoài ra, tặng hoa đào còn mang ý nghĩa làm cho tình bạn ngày càng gắn kết, thân thiết, trường tồn. Chính vì vậy, hầu hết khi Tết đến xuân về, nhà nào cũng có một cây đào hoặc một cành đào trong nhà đón năm mới. Chuyện xưa kể rằng, có ba vị Lưu, Quan, Trương đã kết nghĩa nguyện thề làm bạn thân trong một vườn đào rực rỡ. Có lẽ vì lời nguyện này mà đến ngày nay, nếu nhà ai có vườn đào nở rộ thì mọi người đều nhớ đến tích xưa và có thể đưa người bạn thân nhất của mình đến vườn đào xin kết nghĩa, chắc chắn sẽ mãi mãi bên nhau trong cuộc đời. Ở Trung Quốc, hoa đào còn được dùng làm biểu tượng cho ngày cưới. Dọc tua tuyến của cuộc hành trình lên với vùng cao nguyên đá, đoàn chúng tôi bắt gặp những ngôi nhà với khoảng cách khác biệt. Xa xa trên đỉnh núi và cả những ngôi nhà của đồng bào dân tộc định cư dưới chân thung lũng, nhưng có một điểm kỳ lạ là hầu hết nhà nào cũng núp dưới sắc hồng của hoa đào, xen giữa màu trắng của hoa mận, hoa lê. Nhà trồng ít thì 5,
đến 7 cây. Nhà trồng nhiều có trên vài chục cây trồng thành vườn hoặc xung quanh tường đá của các hộ gia đình. Có lẽ những người đã định cư lâu năm trên vùng đất khắc nghiệt này không ai hiểu bằng chính họ. Những con người sống trên đá chết nằm trong đá vẫn anh hùng vượt khó đi lên. Họ hiểu hơn ai hết những loài cây có thể sống trên đá. Ngoài các loài cây dùng làm sản vật như rau cải, bắp ngô, bí thì không có loài cây nào có thể sinh sôi, nảy nở và làm đẹp cho chính quê hương bản quán như cây đào, cây mận. Với người dân, hai loài cây này vừa có giá trị về thẩm mỹ, vừa mang lại giá trị kinh tế, đồng thời nó như một công cụ đo thời gian cho nhà nông. Giữa mênh mông đá xám, cây đào vùng cao vẫn luôn trường tồn vĩnh cửu như chính sức sống mãnh liệt của người dân nơi đây. Vào mùa xuân, khi cây đào bắt đầu sa nụ, đồng bào cùng rủ nhau lên nương làm rẫy, tra bắp, chuẩn bị cho một vụ mùa mới trong năm. Có thể nói trong nhiều loại hoa đào như đào bích, đào phai, cũng không thể sánh bằng với hoa đào bản địa nơi vùng cao nguyên đá. Hay bởi do được sinh ra từ mảnh đất cằn cỗi, toàn đá và đá nên hoa cũng đẹp và có sức hấp dẫn kỳ lạ. Chính vì điều này mà rất nhiều du khách trong và ngoài nước đã đến vùng cao vào mùa này để được tận mắt chứng kiến cảnh sắc hoa đào vùng cao. Chúng tôi chọn điểm dừng chân tiếp trong chuyến hành trình lên cao nguyên đá, không thể bỏ qua một điểm đến quan trọng, đó là thăm cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Lũng Cú là một xã biên giới phía bắc của huyện Đồng Văn, đồng thời cũng là đỉnh cực bắc địa đầu Tổ quốc. Xã Lũng Cú có 9 thôn bản với 2 dân tộc chủ yếu là Mông và Lô Lô. Toàn xã có diện tích tự nhiên 3.460 ha, trong đó diện tích đất canh tác rất ít và việc mưu sinh của đồng bào nơi đây nhọc nhằn đến nhường nào. Ấy vậy, ta vẫn thấy trên cao nguyên đá này vẫn tràn đầy nhựa sống của những cành hoa đào, hoa mận. Cao nguyên đá Đồng Văn là vùng đất còn hoang sơ, kỳ bí, mang trong mình nhiều cổ tích huyền sử. Lên đến Đồng Văn mới thấy đồng bào các dân tộc nơi đây đã tạo nên một lớp trầm văn hóa độc đáo, ẩn chứa bao điều bí mật chưa được khai mở. Nhắc đến Đồng Văn là nhắc đến Lũng Cú, miền đất thiêng liêng địa đầu Tổ quốc. Du khách vẫn thường truyền nhau câu nói rằng đến Đồng Văn mà chưa đến Lũng Cú thì coi như chưa đến Đồng Văn. Đến Lũng Cú, du khách hãy một lần lên tham quan cột cờ nằm trên đỉnh núi Rồng. Dấu mốc của đỉnh đầu Tổ quốc, cột cờ bề thế hiên ngang trấn giữ đỉnh trời phương Bắc, khẳng định vị thế chủ quyền quốc gia, lá cờ rộng 54 mét vuông đại diện cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, luôn xương cao, tung bay trong gió. Chúng tôi được tận mắt chứng kiến đồn biên phòng Lũng Cú ngập tràn trong sắc hồng của hoa đào. Ai cũng có quyền thưởng thức bức tranh đầy sắc xuân này. Khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, chúng tôi như quên đi tất cả mọi cảm giác mệt mỏi suốt quãng đường dài, tạm gác lại mọi ưu phiền, vất vả của cuộc sống để hòa mình cùng với trời đất, thiên nhiên. Chính những nụ đào mảnh mai yếu ớt lại mang đến cho mùa xuân vùng cao một sức sống mãnh liệt, một vẻ đẹp dịu dàng mà thật dũng cảm trước thiên nhiên. Phong cảnh ở đây rất là đẹp, con người ở đây rất là tuyệt vời, rất là thú vị và tôi rất là thích đi tham quan ở đây. Hoa đào ở đây rất là đẹp, rất là hiền hòa và nó cho tôi một cái cảm giác rất là thư thái. Giang là một nơi có rất là có tiềm năng về du lịch bởi vì nó có những cái cảnh rất là đẹp. Thế vì vậy mà nó có thể rất là thu hút được mọi người từ nhiều nơi trên thế giới. Và đây có thể coi là một cái vùng đất vẫn còn chưa được khám phá. Yeah.
Rất là đồng ý với cái ý kiến của bạn tôi. Cái vùng này rất là đẹp, núi non ở đây rất là tuyệt vời. Thế đây thật là một cái nơi mà có những cái thắng cảnh rất là đẹp của Việt Nam mà tôi rất là sung sướng là tôi đã được đến. Khác biệt ở đây là người ta vẫn giữ được nguyên những cái gì mà giống như từ nhiều năm về trước. Thế không có những cái tòa nhà lớn, không xây những cái công trình mới như là tôi vẫn từng thấy ở những cái chỗ khác. Thế cho nên là nếu như mà mình giữ lại được những cái mà nguyên bản như thế thì thế là tốt. Có sự tích kể rằng, xưa trên đỉnh núi Sóc Sơn, có hai vị thần tên là Trà và Út Lũy trú ngụ trên một cây đào khổng lồ tòa rộng uy quyền, che chở cho dân chúng khắp vùng. Quỷ dữ hay ma quỷ nào bén mảng lui tới, ắt khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của hai vị thần linh. Ma quỷ rất khiếp sợ uy vũ sấm sét của hai vị thần này, đến nỗi sợ luôn cả cây đào. Chỉ cần trông thấy cành đào là bỏ chạy xa bay. Đến cuối năm, cũng như các vị thần khác, hai vị thần Trà và Ất Lũy phải lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng. Trong mấy ngày Tết, hai thần vắng mặt ở trần gian, ma quỷ hoành hành, tắc oai tắc quái. Để ma quỷ khỏi quấy phá, dân chúng đã đi bẻ cành đào về cắm trong lọ. Nếu ai không bẻ được cành đào, thì lấy giấy hồng điều vẽ hình hai vị thần linh, dán trước cột nhà để xua đuổi tà ma. Từ đó mỗi dịp Tết đến, mọi nhà đều cố gắng có một cành đào về cắm trong nhà. Lâu dần người Việt quên mất ý nghĩa thần bí, cũng như không còn tin ở ma quỷ thần linh. Tuy nhiên, hoa đào, hoa mai, tươi thắm trong khắp mọi nhà cũng đã mang lại vẻ đẹp ấm cúng và hạnh phúc cho mỗi gia đình. Trước hết là mình cũng cảm giác là tại sao mà đến giờ này mình mới lên đến Hà Giang. Bởi vì mình lên đây mình thấy Hà Giang quá là đẹp. Thế và đúng là vào cái mùa này hoa đào lại nở ở khắp mọi nơi. Nó cho mình một cái cảm giác rất là thanh thản, thư thái. Nó tách biệt hẳn cái cuộc sống áp lực ở tại Hà Nội. Thế và mình cảm giác có những cái phút giây rất là có giá trị khi mà mình đi du lịch ở tại đây. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đúng là vẫn còn nhiều nơi ở tổ quốc mình vẫn còn rất là đẹp, tại sao mình không khai thác để đưa vào phục vụ cho ngành du lịch, thu hút những cái khách từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bởi vì tôi đến đây tôi cũng thấy rất là nhiều khách từ nước ngoài đến, và như vậy chứng tỏ là ở đây vẫn còn nhiều tiềm năng để thu hút khách nước ngoài. Trước đến nay thì tôi rất là thích hoa đào phai. Ngay ở Hà Nội thì lúc mà đi ra cái Nhật Tân thì tôi có cả đào bích, nhưng mà bao giờ chúng tôi cũng chọn hoa đào phai. Và thật là bất ngờ và cũng rất là thú vị là đến đây thì vào cái mùa này mà hoa đào vẫn còn nở rực rỡ như thế này, mà đúng cái màu mà tôi yêu thích. Đấy, đúng cái màu mà tôi thích, mà nó nhiều và nó xen kẽ từ trước cửa nhà rồi hai bên đường, làm cho tôi đi tức là cảm thấy rất là phấn khích suốt từ dọc đường mà có hoa đào xuất hiện cho đến giờ. Anh đào là một loại hoa rất là nổi tiếng ở bên Nhật, thế mà và còn nổi tiếng ở trên khắp thế giới. Người ta có thể biết ít hơn về cái hoa đào của mình ở đây. Cái hoa đào mình ở đây thì nó nhỏ hơn này, màu nó sẫm hơn. Thế nhưng mà tuy nhiên là tôi chưa bao giờ nhìn thấy có nhiều cái cây hoa đào mà cùng với nhau như thế này, và tôi thấy nó rất đẹp. Sakura. Chỉ ở Đồng Văn, mùa này, mèo vạc hoa đào cũng đang nở rộ. Từ Đồng Văn, đoàn chúng tôi dừng chân điểm tiếp theo, đó là đỉnh Mã Pì Lèng.
đỉnh Mã Pì Lèng, nơi đây được đánh giá là nóc nhà của cao nguyên đá Đồng Văn và được đánh giá là điểm quan sát và loại đẹp nhất của Việt Nam và thế giới. Đỉnh đèo cách thị trấn Đồng Văn khoảng 10 km về phía Tây, thuộc địa phận xã Pải Lùng, huyện Mèo Vạc. Đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng, ta có thể bao quát được toàn bộ cảnh đẹp của con sông Nho Quế và những bản làng người Mông. Địa hình xung quanh chủ yếu là những dãy núi đá vôi với sự thay đổi liên tục của các dạng vi kiến tạo. Đoàn chúng tôi không có đủ thời gian để cảm nhận hết vẻ đẹp vô tận mà trời đất đã ban tặng cho con người và vùng đất này. Tiếp tục cuộc hành trình theo tu tuyến đã đặt ra, đoàn chúng tôi sang đất Mèo Vạc chỉ vẻn vẹn khoảng hơn 10 phút xe chạy. Không thua kém cảnh sắc của các huyện khác, hoa đào phai Mèo Vạc như đang cố khoe mình với hàm ý mời gọi du khách. Nhiều hoa nhất vẫn là các xã như Lũng Pù, Cán Chu Phìn, Khâu Vai. Hoa đào đua nhau nở đỏ cả vùng, dọc thị trấn Mèo Vạc cũng trồng rất nhiều hoa đào. Mùa hoa đào nở đã góp phần tạo cảnh quan môi trường cho huyện. Có thể thấy trong các loại hoa trên cao nguyên đá thì hoa đào phai bản địa vẫn là hoa đẹp nhất, tạo được ấn tượng nhất trong lòng du khách gần xa. Trên cao nguyên đá mênh mông này, hoa đào nở khắp mọi nơi, trên nương rẫy, trong vườn nhà, khắp ngõ xóm, từng thôn bản đến dọc thị trấn, đâu đâu cũng ánh bừng lên sắc thắm của hoa đào ngày xuân. Hoa đào bừng nở khoe sắc hồng trên đá xám, tạo nên một cảnh sắc rất riêng cho mùa xuân vùng cao. Cũng vì hoa đào vùng cao đẹp nên nhiều du khách muốn được sở hữu một cành đào để mang về chơi hoặc tặng cho người thân trong những ngày Tết. Nắm bắt được nhu cầu của nhiều người như vậy nên những năm qua cứ giáp Tết, bà con lại vác dao ra vườn, lên núi chặt những cành đào có dáng đẹp, nhiều nụ, lộc để bán. Và nếu chặt như vậy, phải mất vài năm sau đó cây đào mới lại có thể cho ra những nhánh mới, những cành đào mới. Thiết nghĩ trên vùng đất cằn cỗi đá nhiều hơn đất, nếu chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà chính những người trong cuộc lại chặt phá thì cảnh quan và vẻ đẹp của vùng cao nguyên đá này sẽ không còn trọn vẹn. Cao nguyên đá vừa được UNESCO công nhận là cao nguyên địa chất toàn cầu, các cấp, các ngành trong tỉnh đang nỗ lực cố gắng trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát triển những giá trị vật thể và phi vật thể trên vùng đất này. Xác định giá trị của hoa đào trong việc tô thắm thêm cảnh sắc vùng cao nguyên đá, thu hút khách du lịch gần xa đến chiêm ngưỡng. Tỉnh ta đã chỉ đạo các huyện vùng cao trồng rừng cảnh quan bằng giống đào địa phương, ngăn cấm tình trạng chặt phá cây đào để vận chuyển ra khỏi địa bàn. Hơn ai hết, mỗi người dân, cán bộ và chính những người dân nơi đây cần được tuyên truyền nâng cao ý thức bảo tồn, gìn giữ giá trị của loại hoa này, để sắc thắm của hoa đào luôn tạo dấu ấn cho những ai khi đến với cao nguyên đá. Tất nhiên là khi mà đến mỗi địa danh thì người ta thường nhớ đến là có một cái gì đó nó được tặng tượng trưng cho cái vùng miền đó. Thì đối với huyện Mèo Vạc chúng tôi thì hoa đào cũng đã được đồng bào coi như là coi là biểu tượng của người dân Mèo Vạc từ trước đến nay. Nhưng mà tuy nhiên thì trong những cái năm trước thì là cái vấn đề trồng đào nó chỉ mang tính chất tự phát. Các gia đình thì ai có đào thì người đấy trồng và cái sự chăm sóc rồi có những cái mà để mà nhân rộng ra thì nó không có, nhưng mà trong 1-2 năm gần đây thì đối với Mèo Vạc cũng xác định là ngoài cái vấn đề mà an sinh xã hội, cái đất cát rồi là những cái thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt thì phải tìm cái hướng đi cho đồng bào. Có nghĩa rằng là ngoài những cái mũi nhọn mà Mèo Vạc sẵn có, ví dụ như là phát triển trồng cỏ gắn với chăn nuôi bò trở thành hàng hóa, thì Mèo Vạc cũng là nằm trong những cái tour tuyến du lịch của tỉnh, thì cũng xác định đây là một cái để phục vụ các cái dịch vụ du lịch. Cho nên trong 1-2 năm vừa qua thì là Mèo Vạc cũng đưa cái vấn đề đào vào trồng ở Mèo Vạc là mang tính chất nó phải nhân rộng, phải đại trà.
trong năm 2010 và 2011 thì đối với huyện Mèo Vạc trồng trên 60 ha cây đào cảnh quan đấy. Và trong năm kế hoạch của năm 2012 này là dự kiến là chúng tôi sẽ trồng khoảng độ 120 ha nữa. Ngoài cái vấn đề đào bản địa ra thì chúng tôi cũng có nghiên cứu và tìm thêm các cái giống lai tạo, đặc biệt là phòng nông nghiệp cũng đã trình cái đề án là về cái đào ghép, ghép cả mận, ghép cả những các cái cây hoa khác thì nó cho ra hoa nó rất là nhiều màu sặc sỡ, cho nên là cái vấn đề trồng đào đối với Mèo Vạc bây giờ đã trở thành cái ý thức, cái nhận thức của bà con nhân dân là ngoài cái vấn đề là cung cấp các cái hoa quả đặc sắc vùng cao thì còn là tạo những cái phong cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ kết hợp với những cái vùng núi đá. Một mùa xuân nữ lại về trên cao nguyên đá Đồng Văn, sắc hồng của hoa đào xen lẫn màu trắng của hoa mận, hoa lê đã tạo nên sự kỳ vĩ, vẻ đẹp lạ thường cho cao nguyên đá. Di sản đã vào xuân, một mùa xuân đậm sắc đào phai như lời mời gọi du khách gần xa lên với cao nguyên đá Đồng Văn, lên với tình cảm sâu sắc nhất của những con người mộc mạc trên xứ hoa đào vùng cao.